Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì chúng ta vẫn bước vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. World Bank cho biết là có 26 quốc gia nghèo nhất trên thế giới đã có tình trạng tài chính tệ hại kể từ năm 2006. Bản tin từ Washington cho biết, thì 20 quốc gia nghèo nhất trên thế giới, nơi có khoảng 40% những người dân sống dưới mức nghèo khó và mức món nợ của các quốc gia này đã gia tăng rất nhiều kể từ năm 2006 và dẫn tới những thảm kịch về môi trường cũng như là những cái ta... tà thiên tai nhân họa từ thiên nhiên theo báo cáo của World Bank đã đưa ra vào ngày chủ nhật bản báo cáo này cho biết nền kinh tế của các quốc gia đã trở nên nghèo hơn và trong đó kể từ khi mà chấm dứt đại dịch 19 và các quốc gia đang tìm cách nào phục hồi lại nền kinh tế của họ và bản báo cáo này được đưa ra một tuần đẩy trước khi mà World Bank tức là Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF có cuộc họp ở tại Washington trong đó tái xác nhận lại việc nỗ lực nhằm chống nghèo khó của World Bank cũng như là năm nay sẽ cố gắng gây quỹ lên tới 100 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ tài chính cho những quốc gia được xem là nghèo nhất trên thế giới, theo tường trình của cơ quan có tên gọi là IDA, tức là International Development Association. 20 quốc gia nghèo khó này có mức uh, lợi tức trung bình dưới 1.145 Mỹ Kim, theo tính theo cái uh, từ đầu người về GDP, và gần như là đa số tập trung ở tại khu vực ở uh, Phi Châu nhiều hơn. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của World Bank đưa ra trong lúc mà họ đang có cuộc nhóm họp với lại quỹ tiền tệ quốc tế để có thêm cái ngân sách nhằm hỗ trợ cho những quốc gia được xem là nghèo khó nhất trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, khối OPEC, tức là các quốc gia sản xuất dầu hỏa, dự tính là cái mức đòi hỏi của năng lượng đã giảm đi và sẽ cắt giảm năm 2024 và 2025, giữa lúc mà nền kinh tế thế giới đang tìm cách phục hồi trở lại. Khối OPEC ngày thứ hai hôm nay đã đưa ra cái biểu đồ cho thấy là mức đòi hỏi về vấn đề năng lượng của năm 2024 đã phản ảnh trong năm nay và sẽ có thể giảm đi trong năm tới. Theo tương trình của tổ chức này cho biết thì số lượng mà cái xuất cản dầu dầu thô của họ là 1.93 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày trong năm 2024 và gọi là giả, giảm từ cái mức tăng là 2.03 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày hồi tháng trước và mở rộng ra trên toàn biểu đồ của năm 2024 sự khác biệt là sự đòi hỏi từ phía của Trung Quốc và các quốc gia à, phát triển thì cho thấy rằng là mức tiêu thụ năng lượng đã giảm đi và theo tường trình cho biết thì mức tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc đã giảm từ năm 2024 mà phía OPEC cho biết rằng là sẽ có thể cắt giảm ra các cái việc mà gọi là tiêu thụ dầu thô trong năm 2025 và đặc biệt với Trung Quốc là cái quốc gia đã giảm đi các cái sản lượng sản xuất và điều này dẫn tới tình trạng mà cái mức tiêu thụ năng lượng đã giảm đi. Đây được xem là bản báo cáo của năm 2024 và khối OPEC dự tính là sẽ cắt giảm cái mức đòi hỏi của Thế giới trong năm 2025 là khoảng ở 1.64 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày so với hiện nay, mức trung bình là 1.74 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Điện Kremlin của Nga cho biết là việc mà NATO có cuộc tập trận nguyên tử là châm dầu vào lửa cho cuộc chiến đang nóng bỏng tại Ukraine. Bản tin từ Moscow cho biết thì Điện Kremlin trong ngày thứ hai đã lên tiếng và nói rằng phía NATO có cuộc tập trận thường niên về nguyên tử trong đó bao gồm luôn tất cả những chiến đấu cơ và bomber có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử vào ngày thứ hai hôm nay là châm dầu vào sự căng thẳng tại cuộc chiến đang nóng bỏng tại Ukraine. NATO sẽ có cuộc tập trận thường niên có tên gọi là "Stip" fast nun và cuộc tập trận nguyên tử này bắt đầu từ ngày hôm nay thứ hai và tổng thư ký của liên minh NATO là ông Martus trong ngày thứ năm cho biết là sẽ gia tăng cái quyền lực kềm chế của NATO đối với lại cái việc thay đổi học thuyết về nguyên tử của tổng thống Nga Vladimir Putin, các chiếc F35E à, chiến chiến đấu cơ cùng với lại các cái bomber tức là oanh tạc cơ B52 cũng sẽ nằm trong số 60 chiếc chiến đấu cơ và à, oanh tạc cơ từ 13 quốc gia sẽ tham gia vào cuộc tập trận này và được tổ chức bởi Bỉ và Lan theo tình định của giới chức NATO cho biết và điều kiện này sẽ làm cho cái cuộc chiến nóng mỏng hơn và gia tăng căng thẳng hơn cho cái, cái cuộc giao tranh tại uh, Ukraine cũng như là sẽ căng thẳng hơn cái mối quan hệ của Tây Phương và Nga. Đó là lời phát biểu của Dmitry Peskov được xem là phát ngôn viên của Điện Kremlin đã đưa ra và ông này chỉ ra cho thấy là việc mà tiếp tục có các cuộc đối thoại cái khả năng với Hoa Kỳ về vấn đề nguyên tử đôi lúc đôi khi mà phía Washington đã đưa dấu hiệu mở rộng tuy nhiên thì việc mà các quốc gia nguyên tử của Tây Phương có thể sẽ có một cái cuộc đối đầu gây gắt hơn với Nga trong liên can tới cuộc chiến tại Ukraine đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà Nga đã bắt đầu có phản ứng với cuộc tập trận ngày hôm nay đã được bắt đầu của khối NATO và được tổ chức bởi Bỉ và Hòa Lan đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cho biết là lực lượng Bắc Hàn đã có mặt trong các lực lượng của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Bắc Hàn trong ngày chủ nhật đã, đã gửi lực lượng của họ tới tham gia cùng với lực lượng của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine mà nói rằng là có thể sẽ đối phó với một cuộc chiến mở rộng hơn. Ông Zelensky đã đưa ra lời phát biểu chỉ vài ngày sau khi mà ông đã viếng thăm một loạt các cái thủ đô của các quốc gia tại Âu châu và trong đó ông kêu gọi thêm cái việc hỗ trợ về quân sự và tài chính trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lăng của Nga chúng tôi nhìn thấy sự gia tăng liên minh giữa nga và chế độ như là bắc hàng ông zelensky đã phát biểu trong cái à, à, lúc mà ông viếng thăm các quốc gia âu châu và hiện nay đã không còn cái vấn đề gọi là chuyển vũ khí mà hiện nay họ chuyển luôn cả những nhân và nhân nhân à, những nhân sự tức là tất cả những cái lực lượng binh sĩ của bắc hàng tới khu vực của lực lượng chiếm đóng trên lãnh thổ của Ukraine và điều này cho thấy mối quan hệ của Ba Nga và của Bắc Hàn càng lúc càng thắt chặt và chúng ta cần phải có những cái thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong cái mặt trận tiền tuyến để mà chống lại điều này và khi chúng ta nói về một cái khả năng lâu dài của Ukraine để có thêm những nguồn cung cấp về quân sự và nó không phải chỉ là cái danh sách về tất cả các thiết bị quân sự ông đã cho biết như trên và việc gia tăng áp lực của sự bức hại này nó sẽ làm cho Nga mạnh mẽ hơn và nếu như không có một cái kế hoạch đối phó và có một cái chiến lược tốt thì có thể sẽ là một cuộc chiến chiến mở rộng. Đây là lời cáo buộc mới nhất của ông Zelensky đưa ra và cho biết rằng là lực lượng của Bắc Hàn đã có mặt trong cái lực lượng của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran đã lên tiếng phê phán và chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu trong cái dự tính là sẽ có lệnh cấm vận mới đối với Iran. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã lên án một cái dự tính của Liên hiệp Âu Châu tức là EU ban lệnh cấm vận đối với họ sau khi mà cáo buộc quốc gia này đã bắn các hỏa tiễn đạn đạo vào phía của uh, Do Thái và cũng như hỗ trợ hỏa tiễn đạn đạo cho phía của Nga. Theo Từng trình cho biết, tôi nói rất rõ ràng, nhắc lại một lần nữa, chúng tôi không cung cấp hỏa tiễn đạn đạo cho phía của Nga. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Iran là ông Arashi đã bỏ trên trang Platform X và nếu Âu Châu cần ở trong trường hợp này là bị phía Do Thái tống tiền thì... Uh, rồi họ nên tìm kiếm một câu chuyện khác tốt hơn Liên hiệp Âu Châu cho biết là họ sẽ có lệnh cấm vận vào ngày hôm nay thứ hai nhắm vào Iran trong đó gia tăng những mục tiêu nhắm vào những công ty và những cá nhân của Iran đã can dự vào cái chương trình gọi là hỏa tiễn đạn đạo của Iran và đã chuyển những cái hãng hỏa tiễn đạn đạo này cho phía của Nga và lệnh cấm vận này cũng sẽ nhắm vào những quốc công ty mà do phía Iran làm chủ bao gồm luôn cả cái công ty hàng không gọi là Iran Air và trong đó theo tường trình của phía Iran cho biết thì chiến lược hợp tác với Moscow dường như là không dừng lại trên vấn đề kinh tế mà nó cũng không có à, gọi là liên hệ nhiều tới cuộc chiến tại Ukraine đây là lời phát biểu của phía Iran đã đưa ra đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay các nhà chuyên gia báo cáo và cảnh báo rằng Iran đã kiếm cả tỷ mỹ kim trong việc mà lợi nhuận trong vấn đề dầu hỏa dưới chính quyền của Joe Biden và thiếu những áp lực Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã gia tăng việc kiếm được lợi nhuận từ việc xuất cảng dầu hỏa dưới chính quyền của Joe Biden, bất kể là có những cái lệnh cấm vận trước ra à, thời gian vừa qua đã áp dụng đối với Iran theo tường trình cho biết, tổ chức có tên gọi là Energy Information Administration tức gọi là EIA, đã đưa ra bản báo cáo thường niên nói rằng là việc xuất cảng cái dầu hỏa và tất cả những sản phẩm liên tới dầu liên quan tới dầu hỏa của Iran đã kiếm từ 53 tỷ Mỹ kim cho tới 54 tỷ Mỹ kim từ năm 2022 và hai 2023 và dấu hiệu gia tăng từ năm 2021 là 37 tỷ Mỹ Kim và 16 tỷ Mỹ Kim năm 2020 theo tường trình của EIA đã cho biết như trên và năm 2020 mức lợi nhuận của Ukraine đã thấp nhất kể từ năm 2018 nơi mà lúc mà Iran đã kiếm được 65 tỷ Mỹ Kim trong cái lợi nhuận về xuất cản dầu hỏa của họ tuy nhiên nó đã giảm xuống còn có 16 tỷ Mỹ Kim năm 2020 sau khi cựu tổng thống Trump đã áp lệnh cấm vận tối đa đối với Iran. Tuy nhiên, dưới triều đại của Joe Biden thì si cái việc mà kiếm tiền từ việc xuất cảng dầu hỏa của Iran đã tăng trở lại là năm 2021 37 tỷ Mỹ Kim, năm 2022 và 23 là 54, 53 cho tới 54 tỷ Mỹ Kim. Đây là bản báo cáo mới nhất về tình trạng dưới chính quyền của Joe Biden. Iran đã có thể có vẻ trục lại khá nhiều trên việc xuất cảng dầu hỏa của họ, bất kể một số lệnh cấm vận của Joe Biden đã áp dụng đối với Iran trong thời gian gần đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế và Trung Đông ngày hôm nay, 15 binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã bị thương sau khi lực lượng Do Thái đã bắt đầu phá hủy một cái cổng chính của cái nơi trú đóng của lực lượng Unifil ở tại miền nam Lebanon. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng gìn giữ Liên Hiệp Quốc ở tại Lebanon có cái tên gọi là UNIFIL đã cáo buộc là lực lượng quốc phòng do Thái đã phá hủy cái cổng chính vào trong cái trại đóng quân của họ ở tại miền nam Lebanon, gây thương tích cho ít nhất là 15 binh sĩ sau khi mà do Thái tiến quân vào đây. Cáo buộc này đưa ra giữa lúc mà bà cơ quan UNIFIL đã có một bản statement sau khi Thủ tướng do Thái là Benjamin Netanyahu đã kêu gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình nên rời khỏi tất cả những cái vùng có giao tranh ở phía nam của Lebanon. Bản statement này đưa ra cho biết biến cố trên diễn ra vào đầu sáng ngày chủ nhật ở cái căn cứ của Liên hiệp quốc ở tại Ramiya được xem là có một số xe tăng của do Thái đã tiến vào đây chúng tôi nha nhắc lại với lại lực lượng ADF và tất cả những hành động của họ là phải bảo đảm an toàn an ninh cho tất cả những binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc và các tài sản và tôn trọng cái quyền của Liên hiệp quốc ở tại đây đây là một trong những văn thư của lực lượng UNIFIL đã đưa ra Trước đó thì ông Netanyahu thông qua một đoạn video à, mà ông phát biểu với lại ông à, Antonio Guterres tức là Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, trong đó nói rằng là cần phải à, dời tất cả những trại đóng quân của Jinfield ra khỏi những khu vực được xem là sao huyệt của Lebanon à, của Hezbollah ở tại miền Nam Lebanon, đặc biệt là những khu vực có giao tranh và thưa ông tổng thư ký hãy đưa lực lượng của ông ra khỏi cái khu vực bị tổn thương và nó họ cần phải làm ngay lập tức và ngay lập tức ông Netanyahu đã phát biểu bằng anh ngữ trong đoạn video gửi cho ông tổng thư ký Liên Quốc và việc này đã được đưa ra và ngay sau đó thì xe tăng của Do Thái đã tiến vào trong cái trại đóng quân của lực lượng Unifil đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Liên Hợp Quốc đã tỏ ra lo ngại về các bến cảng ở Lebanon và các cái phi trường có thể sẽ nằm áp lực dưới sự tấn công của Do Thái. Bản tin từ Beirut cho biết thì một viên chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc nói rằng trong lúc mà ông ta viếng thăm Beirut vào ngày thứ Bảy, ông ta lo ngại rằng các bến cảng và phi trường của Lebanon có thể sẽ không có thể phục vụ được và sẽ bị ngưng lại và có thể ảnh hưởng tới cái nguồn cung cấp cho quốc gia này sau khi mà Do Thái mở các cuộc tấn công nhắm vào nhóm dân quân Hezbollah và ảnh hưởng tới những cái hạ tầng cơ sở về phi trường cũng như là bến cảng những gì tôi thấy được ngày hôm nay là sự phá hủy và ở hiện trường mọi việc đều tả, trở nên tệ hại hơn và cần phải chấm dứt đó là lời phát biểu của Kasku được xem là phó giám đốc điều hành của cái chương trình thực phẩm thế giới của Liên Quốc gọi là World Food Program trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP và ông ta nói rằng những nỗ lực ngoại giao có khả năng tìm ra một cái giải pháp chính trị để giảm đi cuộc chiến này và không gây ảnh hưởng tới cái nguồn cung cấp ở tại khu vực chúng tôi lo ngại là có rất nhiều rất nhiều những cái sự phá hoại các cái hạ tầng cơ sở tại đây đây được xem là bản báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc đưa ra sau khi mà phía do Thái đã mở các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon nhắm vào các cái xào huyệt của Hezbollah. Trong đó thì họ đã giấu các cái vũ khí trong các ngôi làng của những nhà dân. Và bên cạnh đó thì có một số kho vũ khí của họ đã được đặt ở tất cả những cái khu vực gần bến cảng và phi trường. Dẫn tới việc mà Do Thái tấn công vào những khu vực này đã gây tác hại cho cái khu vực của bến cảng và phi trường tại Lebanon. Lebanon có cái bờ biển địa trung hải và trong đó gần như là một cái nơi gọi là cung nguồn cung cấp chính cho quốc gia này và một số quốc gia ở khu vực thông qua những bến cảng của Lebanon. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một cựu lãnh đạo của NATO cảnh cáo là cuộc chiến của Iran và Do Thái có thể sẽ khiến cho tình trạng ảnh hưởng tới việc xuất cảng dầu thô ở tại khu vực Trung Đông. James Stavridis, là cựu lãnh đạo của NATO và là cựu đề đốc của lực lượng hải quân NATO đã lên tiếng và cho biết rằng là các cuộc chiến giữa do Thái và Iran có thể sẽ khiến cho tình trạng mà xuất cảng dầu thô của khu vực Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng. Đây là giây phút nguy hiểm nhất và chỉ trong những ngày trước đây chúng ta đã thấy được trước trong cái đệ nhị thế chiến và việc gia tăng những cái chiến lược căng thẳng với Trung Quốc tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương ông đã nói chuyện với một đài radio tại hoa kỳ trong các cuộc phỏng vấn mới nhất và trong đó ông nói rằng là các cuộc chiến tại âu châu đương nhiên là cuộc xâm lăng của vladimir putin tại ukraine và quý vị đã nhìn thấy được những gì đang xảy ra tại trung đông giữa do thái và iran và nó có thể có một kịch bản tệ hại nhất và trong đó bao gồm luôn việc gọi là sẽ ngưng lại tất cả những cái việc xuất cảng dầu thô ở tại trung đông ra bên ngoài và chúng ta bỏ tất cả mọi thứ chung lại chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta có thể sẽ đối diện với cái tình hình tương tự như thập niên 1930 và ông đã lên tiếng chia sẻ về cái niềm hy vọng là lãnh đạo kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ có những cái hành động cứng rắn để chấm dứt các cái cuộc gọi là xung đột này và quảng bá cho cái vấn đề hòa bình ở tại trung đông à, bất kể ai mà chúng ta hy vọng trong cái đời tổng thống tới của hoa kỳ sau cuộc bầu cử là sẽ giúp chúng ta nắm chung tay lại và chúng ta sẽ có những cái tranh cãi về pháp lý tuy nhiên tôi tin rằng là chúng ta sẽ làm việc chung với hoa kỳ để chấm dứt điều này Trước đó thì cựu Tổng thống Trump cho biết là nếu khối NATO không thay đổi thì ông sẽ có một cái biện pháp cứng rắn hơn trong vấn đề tài chính của NATO. Trong đó ông yêu cầu là gia tăng tất cả cái mạng lưới quân sự của NATO và cái là ngân sách quốc phòng của NATO để kềm chế tất cả những quốc gia đe dọa. Tuy nhiên tôi cho tới giờ phút này thì NATO vẫn giữ một cái quan điểm là sẽ không can dự vào cuộc chiến của Ukraine và chỉ hỗ trợ tất cả những cái cần thiết cho Ukraine mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Các giới chức liên bang cho biết là ông Trump không bị nguy hiểm sau khi có một người đàn ông đã bị bắt giữ về việc được gọi là đem vũ khí bất hợp pháp giấu vào trong xe trong lúc mà ông Trump tổ chức một cuộc rally tại California. Bản tin mới nhất cho biết đã có một người đàn ông bị bắt giữ sau khi mà bị truy tố các tội liên quan tới súng đạn vào ngày thứ Bảy, gần khu vực mà ông Trump tổ chức troly tại California, nơi mà ông Trump đã được mô tả là không hề có sự nguy hiểm bởi cơ quan mật vụ đã đưa ra một bản tách minh chung với lại Bộ Tư pháp và cơ quan FBI. Người đàn ông này đã được bị cáo buộc là đã để sẵn một khẩu shotgun, tức là một khẩu súng dài và một khẩu súng ngắn mà trong đó đã được lên nòng với lại rất nhiều băng đạn ở trong xe của ông ta và ông ta đã bị kiểm soát ở một cái khu vực checkpoint bởi uh, cái lực lượng công lực ở tại Coachella ở quận Riverside theo tường trình của cảnh sát trưởng tại đây là Chad Bianco đã cho biết vào ngày chủ nhật và người đàn ông này được mô tả là 49 tuổi có tên là Vem Miller đến từ Las Vegas và ông này được xem là đã vi phạm vào cái uh, luật liên quan tới súng đạn tại California và ông này đã sử dụng uh, cái uh, passport và bằng lái giả cũng như là cái thẻ ký giả giả để mà có thể uh, vượt qua cái trạm kiểm soát trên. Tuy nhiên ông ta đã bị bắt giữ và sau đó thì ông ta đã được đóng tiền tại ngoại tại ngoại hầu tra lên tới 5.000 Mỹ Kim. Và theo tường trình của các giới chức của cơ quan mật vụ FBI và kể cả Bộ Tư pháp cho biết thì việc này không có gây nguy hiểm cho cựu Tổng thống Trump và hoàn toàn là một cái... Một uh, <laughs> À, tình trạng an ninh an toàn cho cựu tổng thống Trump trong cuộc rally tại California. Trong khi đó thì ông Mueller đã bác bỏ cho rằng ông ta có âm mưu là gây tổn thương cho ông Trump theo tường trình của đài truyền hình Fox News đưa ra và ông ta cho biết là ông ta 100% là người ủng hộ cho ông Trump. Tuy nhiên thì hai viên chức của FBI nói rằng không có bằng chứng cho thấy đây là một cái âm mưu ám sát nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì bộ cơ quan mật vụ và kể cả văn phòng bộ Tư pháp đã đưa ra chung một bản statement là trong lúc mà phía không có việc bắt giữ từ liên bang và cuộc điều tra đang diễn ra và chúng tôi đang làm việc với các nhân viên công lực ở địa phương để tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đó thì chiến dịch tranh cử của ông Trump ngày chủ nhật đã lên tiếng cảm ơn tất cả các nhân viên công lực đã bảo đảm an ninh và an toàn cho những người đã tham gia vào cuộc rally của cựu tổng thống Trump tại California. Theo báo cáo cho biết thì hàng chục ngàn người đã có mặt ở tại khu vực này. Trong khi đó thì trên cái trang Facebook và video của ông Trump thì cho thấy là có, họ mô tả là tới 100.000 người đã tham gia vào trong cái cuộc rally vào hôm thứ bảy vừa qua tại California. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới hoa kỳ hôm nay năm sinh viên và cựu sinh viên của uh, trung quốc đã bị truy tố tội làm gián điệp trong các căn cứ quân sự của hoa kỳ bản tin mới nhất cho biết năm cựu sinh viên của trường đại học michigan đã bị truy tố sau khi họ bị cáo buộc là cố tình che đậy việc mà họ hoạt động gián điệp trong một cái trại huấn luyện của lực lượng vệ binh quốc gia tại Michigan cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Trong đó, trong lúc mà cái lực lượng này đang huấn luyện cho các lực lượng quân sự của Đài Loan. Bản tin cho biết thì các cựu nhân viên, các cựu sinh viên này đều là công dân Trung Quốc đang đối diện với lại cuộc cáo buộc sau khi mà họ bị cáo buộc rằng là họ đã dùng cái tròn và đã xâm nhập vào cái khu vực của lực lượng vệ binh quốc gia ở tại Utah vào tháng 8 năm 2023 và trong đó họ thu lượm rất nhiều những thông tin. Những người này đã lên tiếng và nói rằng họ đi lạc vào trong đây tuy nhiên thì sau cuộc điều tra của cơ quan công lập cho biết thì năm người này là những kẻ được xem là có thể hoạt động cho nhà nước cộng sản trung quốc và bốn tháng sau kể từ khi biến cố này xảy ra một trong năm người có tên gọi là ren xiang đã được thẩm vấn bởi cái cơ quan tuần tra ở biên giới ở tại detroit cho biết là ông này đã di chuyển từ ở ông ta đã bay qua nam hàng trước khi mà ông ta tới trung về lại trung quốc và ông ta nói với các nhà điều tra là ông ta đã có một cái chia chuyến đi tới phía bắc của Michigan để mà săn lùng những ngôi sao. Tuy nhiên, ông ta lại không chứng minh được điều này. Đây được xem là một trong những cái cáo buộc mới nhất nhắm vào cái hàng ngũ sinh viên của Cộng sản Trung Quốc gửi tới du học tại Hoa Kỳ và trong đó họ đóng vai trò là hoạt động gián điệp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Trung Quốc đã chấm dứt cái cuộc tập trận mà họ gọi là họ gọi là gửi một lời cảnh cáo tới là à, ông tổng thống của Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì Trung Quốc đã chấm dứt một ngày tập trận ở xung quanh đảo quốc Đài Loan vào ngày thứ hai và lông lúc mà họ khai triển các tàu chiến và các chiến đấu cơ, những gì mà Bắc Kinh đã tuyên bố đây là một cái lời cảnh báo đối với nhân vật ly khai và những kẻ ly khai tại đảo quốc Đài Loan. Bắc Kinh vẫn không loại trừ việc dùng vũ lực để đánh chiếm Đài Loan à, sau khi mà họ tuyên bố rằng Đài Loan là lãnh thổ của họ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cho biết là hành động của Trung Quốc là hành động gây căng thẳng và trong đó kêu gọi phía Bắc Kinh phải tự chế. Bắc Kinh đã loan báo từ 6 giờ chiều à, à, theo cái giờ 13 giờ sau khi mà cuộc tập trận bắt đầu họ nói rằng họ đã hoàn tất một cách thành công cuộc tập trận này cuộc tập trận này có cái tên là số 2024 b được xem là một trong những cái thử nghiệm về việc mà gọi là khả năng à, tác chiến của lực lượng quân sự của họ theo tường trình của phát ngôn viên của lực lượng quốc phòng Trung Quốc có tên là Li Si cho biết như trên và trong tình trạng báo động cao và, và bộ chỉ huy của chúng tôi đã gia tăng rất nhiều những cái hoạt động tác chiến và kể cả những cuộc huấn luyện và trong đó chúng tôi sẽ ngăn chặn cái tình trạng gọi là ly khai của đảo quốc Đài Loan. Trước đó thì ông tổng thống của Đài Loan là Lai Ching-te trong lúc mà ông đọc bài diễn văn đánh dấu ngày quốc khánh của Đài Loan và ông nói rằng chủ quyền của Đài Loan là lệ thuộc vào người dân của Đài Loan, không phải là đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Cộng sản Trung Quốc thì xem ông là một nhân vật ly khai. Và trong ngày thứ hai thì ông Lai Chinh Tê đã cam, bố, cam kết rằng ông sẽ bảo vệ cho nền dân chủ của Đài Loan và bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Và Bộ Quốc phòng đưa ra cho biết là họ đã có những cái phản ứng cần thiết đối với cuộc tập trận này. Trong khi đó thì phát công viên Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc làm mau Ninh lên tiếng và nói rằng độc lập của Đài Loan Loan và hòa bình ở đây ở e biển Đài Loan là điều và vô trách nhiệm. Đó là lời phát biểu của Đài Loan. Đài Loan cho biết là họ phát hiện ra 125 chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc, bao gồm luôn những chiến đấu cơ và các tròn xung quanh đảo quốc Đài Loan từ 5 giờ à, lẻ 2 phút sáng cho tới 4 giờ 30 phút chiều. Và Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã huy động tất cả những cái lực lượng À, phòng thủ dưới mặt đất cũng như là trên mặt biển và trên không để mà bà quan sát cuộc tập trận này đây được xem là một trong những cuộc tập trận mà Trung Quốc được xem là đe dọa tới đảo quốc Đài Loan cùng một lượt thì văn phòng Tổng thống Đài Loan đã lên án cuộc tập trận của Trung Quốc xung quanh đảo quốc Đài Loan bản tin mới nhất cho biết thì văn phòng tổng thống của đài loan đã đưa ra một cái lời tuyên bố và lên án gây gắt việc trung quốc đã có những hành động đe dọa tới đảo quốc đài loan và kêu gọi phía trung quốc phải tôn trọng chủ quyền của đảo quốc đài loan trung quốc phải đối diện với một cái thực tế của cái nước cộng hòa uh, trung hoa dân quốc và phải tôn trọng người dân đài loan sự lựa chọn về nền dân chủ và tự do trong cuộc sống của họ văn phòng của tổng thống lai Ching tê đã đưa ra một cái bản thông cáo như trên và lên án gây gắt cuộc tập trận của trung Trung Quốc và trong đó có thể sẽ gây bất ổn trong cái eo biển Đài Loan và khu vực Indo-Pacific. Và Trung Quốc đã có cuộc tập trận phá hủy tất cả hòa bình và ổn định tại đây nhắm mục tiêu vào nền dân chủ của Đài Loan theo cái văn thư của phụ tổng thống Đài Loan đưa ra và trong đó nói rằng họ tiếp tục tái nhắc lại việc mà Đài Loan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để bảo đảm cái vấn đề an ninh và kể cả cho người dân cả hai phía của eo biển. Và văn phòng của Tổng thống Lai Chinh Tây cho biết là họ sẵn sàng có một cái phiên họp về an ninh quốc gia vào sáng ngày thứ hai để thảo luận về sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc. Và Trung Quốc vẫn tiếp tục có những cuộc tập trận xung quanh đảo quốc Đài Loan và có ba cuộc tập trận trong tháng này. Thứ nhất là cuộc tập trận Chan Tai của lục quân của Trung Quốc lần thứ 19. Thứ hai là cuộc tập trận gọi là Han của Hải quân Trung Quốc và Thứ ba là cuộc tập trận thiên long của lực lượng không quân của Trung Quốc gần như là diễn ra trong tháng 10 và đến đầu tháng 11. Và những cuộc tập trận này là thử nghiệm cái khả năng tác chiến của đảo quốc Đài Loan. Và trong đó gần như là họ thách thức tất cả những cái khả năng quốc phòng của Đài Loan. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một bản statement lo ngại về cuộc tập trận của Trung Quốc. Và trong đó nói rằng cuộc tập trận này là vốn không có bảo đảm gì cả và phía bộ ngoại giao kêu gọi phía Trung Quốc là phải có những hành động tự chế để tránh phá hủy hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và cả khu vực và tái nhắc lại việc mà Hoa Kỳ vẫn tôn trọng chính sách One China Policy. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với Đài Loan thông qua đạo luật gọi là Taiwan Relations Act, trong đó bao gồm luôn cả 6 cái bảo đảm đối với lại Đài Loan và 3 điểm đồng thuận với Đài Loan được ký năm 1982, đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Đài Loan cho biết là lực lượng hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực mà Đài Loan kiểm soát trên đảo Mã Tổ. Bản tin mới nhất thì Đài Loan cho biết thì Đài Loan nói rằng Lực lượng tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực giới hạn xung quanh đảo Mã Tổ vào sáng ngày hôm nay thứ hai, giữa lúc mà lực lượng PLA vừa hoàn tất xong cuộc tập trận có tên gọi là Show 2024B. Theo tường trình của lực lượng tuần duyên của Đài Loan tại khu vực đảo Kim Môn, đảo Mã Tổ và đảo Bình Hồ cho biết là họ phát hiện được 4 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã bắt đầu xâm nhập vào khu vực mà Đài Loan kiểm soát à, nằm cách cái à, khu vực gọi là Naga Island, tức là cái đảo Naga là 5.9 km và 5.9 km ở phía tây bắc của đảo Đông Dinh vào lúc 8 giờ sáng theo lực lượng tuần duyên của Đài Loan cho ra đưa ra và họ nói rằng họ ngay lập tức đã cho khai thiện các tàu chiến của họ ra đây để quan sát vấn đề này Lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã đưa ra một đoạn video cho thấy là các nhà thủy thủ trên tàu đã đồng thời yêu cầu phía tàu Trung Quốc là phải lập tức rời khỏi các khu vực thuộc xung quanh đảo Mã Tổ và họ đã là yêu cầu phía tàu của Trung Quốc là phải lập việc này ngay lập tức và lực lượng tuần duyên đưa ra bản tách mà nó nói rằng hành động của các tàu Trung Quốc là không phải là lần đầu tiên tuy nhiên Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng ở khu vực và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà diễn ra vào ngày hôm nay thứ hai trong lúc mà Cộng sản Trung Quốc vẫn đang tìm cách đe dọa tới đảo quốc Đài Loan sau bài diễn văn của ông Lai Chiêm Tê. Đảo quốc Đảo bảo Tổ này thì nằm cách cái bờ biển của Trung Hoa Lục địa khoảng 10 cây số và được xem là cái điểm rất gần gũi với thềm lục địa Trung Quốc và lực lượng Piele cho biết là họ đã có cuộc tập trận xung quanh eo biển Đài Loan ở phía bắc, phía nam và phía đông của Đài Loan ở trong thời gian vừa qua đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới những sự căng thẳng trên đảo quốc Đài Loan cùng một lượt thì trong ngày hôm nay chính quyền cộng sản Bắc Kinh đã ban lệnh cấm vận với nhà tỷ phú về kỹ thuật là Robert Shaw cùng với một nhà lập pháp của đảng DPP là Pu Ma Chen. Bản tin mới nhất cho biết thì Trung Quốc đã ban lệnh cấm vận với lại một tỷ phú của Đài Loan là ông Robert Shaw Hinson, uh, Shaw Sing Chen, cùng với nhà lập pháp của Đài Loan là Pu Ma Chen đã ủng hộ cho cái mà họ nói rằng là cái việc sử dụng bạo động để mà bảo vệ quyền độc lập của Đài Loan và dưới lệnh cấm bằng này thì ông Shen và ông Sao cùng với gia đình của họ sẽ bị ban cấm không được bước chân vào Trung Hoa Lục địa Hồng Kông và Macau. tất cả những gì mà liên quan tới thương mại của họ sẽ bị cấm hẳn và không thể có những cái hoạt động tài chánh và những cái hoạt động thương mại ở trên lãnh thổ của Trung Quốc Chen phát ngôn viên của cái văn phòng đặc trách về đài loan của bắc kinh đã đưa ra lời thông báo vào ngày thứ hai và trong đó nói rằng là những nhân vật này là những nhân vật đã ủng hộ cho cái phong trào ly khai và sẵn sàng dùng bạo lực để mà thúc đẩy cái chủ nghĩa ly khai của đài loan và điều này không thể chấp nhận được trong khi đó thì một trong những thành viên của đảng dpp tức là đảng dân chủ cấp tiến của đài loan cũng đã bị lệnh cấm vận này, ông Shen và ông Zhao đã cố tình thúc đẩy cho cái tư tưởng ly khai và họ nhân mang danh nghĩa là độc lập cho Đài Loan, những hành động ác độc của họ là đã gây tổn thương cho người dân của Trung Hoa, đó là lời phát biểu của phía Trung Quốc đã đưa ra. Trong khi đó thì phía Đài Loan vẫn chưa lên tiếng cho biết về cái hành động mới nhất này của Cộng sản Trung Quốc, giữa lúc mà ông Robert Shaw được xem là một nhà tỷ phú và là người sáng lập của công ty có tên gọi là United Microelectronics Corporation, gọi tắt là U TSMC được xem là công ty sản xuất về chip điện tử lớn hàng thứ hai của Đài Loan sau công ty uh, 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 của Đài Loan là công ty uh, TSMC, uh, TSMC và đây được xem là một trong những công ty sản xuất chip điện tử rất lớn tại uh, Đài Loan. Đây được xem là một trong những uh, chi tiết mới nhất mà Trung Quốc đã nhắm vào những người mà họ cho là ly khai đối với đảo quốc Đài Loan và điều này sẽ dẫn tới tình trạng trừng phạt đối với nhiều công dân khác của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quả châu ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới á châu ngày hôm nay bộ trưởng quốc phòng của philippines hoài nghi về cái đạo luật biển đông mà trung quốc sắp sửa ban hành bản tin mới nhất từ manila cho biết thì philippines rất nghi ngờ về cái việc đàm phán trong việc thực hiện tất cả những cái quy tắc ứng xử trên biển đông gọi tắt là coc mà trong đó họ nghi ngờ bắc kinh đang đưa ra những cái đạo luật để tìm cách bảo vệ chủ quyền của họ trên biển đông và bộ trưởng quốc phòng của philippines là ông gilberto teodoro đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ hai trong đó ông nói rằng trong lúc mà tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã chấp thuận sẽ có những cái cuộc đối thoại với Trung Quốc để giảm đi tình trạng căng thẳng trên khu vực biển Đông thì Bắc Kinh đang tìm cách gọi là trì hoãn việc đối thoại trong việc mà thành lập một cái quy tắc ứng xử chung trên biển Đông. Hiện nay thì chúng tôi đã nghi ngờ về cái thái độ và thiện chí của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của ông Teodoro đã đưa ra và trong đó thì tòa đại sứ Trung Quốc đã chưa lên tiếng để phản ứng với lời phát biểu này. Các nhà lãnh đạo của khối ASEAN trong ngày chủ nhật đã kêu gọi là phải ra hoàn tất cái cuộc thương thảo về coc tức là code of conduct tạm dịch là cái quy tắc ứng xử trên biển Đông dựa vào đạo luật quốc tế trong đó khu vực này được xem là cái khu vực có cái mức di chuyển hàng hải lên tới 3.000 tỷ mỗi một năm và Trung Quốc thì đã cho rằng là toàn bộ biển Đông là lãnh hải của họ trong khi các quốc gia khác gồm có Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam đều có chủ quyền ở trên khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực biển Đông. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Philippines đã nghi ngờ về tình trạng mà Trung Quốc sắp sửa đưa ra cái đạo luật liên quan tới Biển Đông và trong đó gần như là họ tìm cách bảo vệ cho cái chủ quyền của họ trên Biển Đông. Và điều này đã vi phạm vào trong cái cuộc đàm phán về cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được đưa cái thông báo đặc biệt của công ty Teletron. Đó là công ty Teletron sẽ có một cái chương trình văn nghệ để mà cứu trợ cho những nạn nhân bảo lục tại Florida cùng với các nghệ sĩ ở hải ngoại ngày thứ ba ngày 22 tây tháng 10 từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối và nơi diễn ra cái buổi văn nghệ hỗ trợ cho nạn nhân bảo lục tại Florida là nằm ngay tại quận Cam nằm ở số 13818 ở tại tà ở tại đường Trúc hết tức là cái tổng đàn của công ty teletron ngay góc đường Westminster và góc đường Trúc Hết. và chương trình này sẽ được tổ chức ở trong tiệm. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là một tám bảy bảy tám chín hai sáu chín 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 một tám bảy bảy tám chín hai sáu chín 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 hoặc và số điện thoại là 7148926999 7148926999 hay là vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com teletronusa.com để biết thêm chi tiết và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel cũng như tổ chức cái đại nhạc hội để hỗ trợ cho tất cả những nạn nhân bão lục tại Florida đó là cái thông báo của phòng và của công ty Teletron. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận của quý vị. Nếu kỳ bầu cử này tổng thống tâm muốn thắng cử, ông sẽ cải tổ toàn bộ Liên Hiệp Quốc không anh Phong. Ông thì thúc đẩy việc cải tổ thôi, ông không có quyền hành để cải tổ. Ông thúc đẩy cải tổ dưới áp lực của ông Trump là sẽ cắt bỏ tất cả những ngân sách dành cho Liên Hiệp Quốc nếu họ không thực hiện cái chính sách cải tổ. Ông sẽ cắt bỏ rất nhiều ngân sách từ những cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó là có cái cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cao ủy nhân quyền và kể cả cái tổ chức y tế thế giới nằm dưới quyền quản trị của Liên Hợp Quốc có thể sẽ bị cắt bỏ ngân sách nếu như họ không chịu cải tổ nha. Rồi, à anh có nghĩ đảng cộng hòa có plan b cho trường hợp ông trump bị bất trắc gì hay không plan b của họ vẫn là cái người kế nhiệm thôi là ông jeniven và thứ hai là họ phải uh, uh, nỗ lực tối đa trong việc mà tranh cử trên uh, quốc hội lựa sàn thượng viện lẫn hạ viện đó là những cái mà plan họ nói thôi bây giờ chúng ta chưa biết chuyện gì tuy nhiên thì uh, hôm uh, thứ bảy vừa qua thì chúng ta thấy rõ ràng là hàng chục ngàn người đã có mặt để mà giữ cái rally cái con số mà Đảng dân chủ rất nằm mơ mà chưa bao giờ đạt được. Cuộc rally của Kamala Harris chỉ có được vài ngàn người thôi, chưa tới 10.000 người mỗi một cuộc rally, trong khi rally của ông Trump là mấy chục ngàn người, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, xảy ra cái biến cố là sau đó họ mới cho biết là có một nhân vật ở Las Vegas là Vem Miller bị bắt giữ, thì ông này thì lại là người của Đảng Cộng hòa, ông ta đã từng tranh cử chức dân biểu tiểu bang ở Nevada nhưng thất bại và ông ta tự nhận ông ta là người ủng hộ trong trong Đây là những gì báo cáo từ cơ quan FBI mật vụ và à, à, bộ tư pháp đưa ra, họ nói rằng là họ chưa có điều tra. Tuy nhiên căn cứ trên những cái báo cáo sơ khởi của nhân viên công lực địa phương, tức là lực lượng cảnh sát của quận Riverside thì cho biết là ông này đã được tại ngoại hầu tra. Thì quý vị, cho tới giờ phút này họ chưa xem đây là cái vụ ám sát thứ ba. Tại vì họ vẫn chưa tìm ra được cái động cơ cũng như là ông này sẽ nhận cái giấy ra tòa vào ngày 2 tây tháng 1. Thì ông ta đang bị truy tố các cái tội liên quan tới vũ khí thôi nha. Rồi tiếp tục. Theo hiệu tin nhật ký của anh Phong, ông Trâm Thắng cử kỳ này thì đảng Nhân Chủ sẽ sâu xé lẫn nhau và có thể tan rã. Thì tôi nói quý vị từ mấy tuần lễ nay rồi, đảng Dân Chủ đang lâm vào tình trạng bị chia rẽ trầm trọng tại vì các phe phái giành cái quyền lợi, cái quyền lợi của họ thứ nhất, thứ hai là cái cuộc chiến của do thái và các nhóm dân quân hồi giáo của iran hỗ trợ đang gây chia rẽ trong đảng dân chủ, chia rẽ rất trầm trọng do đó thì quý vị nếu như lần này mà họ thất cử không kể những là ghế hành pháp mà trên quốc hội thì toàn bộ đảng dân chủ có thể sẽ đi tới tình trạng bị phân hóa tới tàn rã nha rồi à lướt qua một số những cái là Ok, à uh, Only Willie, anh block em nha. Đừng có đưa vô đây những cái câu hỏi không có liên can gì tới cái uh, thời sự của anh hết nha. Ok, lướt qua một số cái. Bà Michelle Tiêu có khả năng thắng đe đất trận không anh Phong? Bên Dân Chủ quảng cáo dữ quá. Cái câu hỏi là phải ngược lại. Bà Michelle Tiêu là incumbent, tức là người đương nhiệm. Và thứ hai, cái district của bà 45 là coi như 65% là người của đảng Cộng hòa. Thì cái câu hỏi đặt ra là Derek có đủ khả năng lật được cái ghế của bà Michelle Tiêu hay không? Đừng hỏi ngược lại như vậy. Cái này hỏi ngược lại là giống như là à, nghĩ là bà, bà Tiêu sẽ thua. No. Bà Tiêu không có thua. Bà đang là incumbent mà tôi nói với quý vị ra tranh với một người đương nhiệm khó lắm. Trừ khi đó là open six còn nếu mà ra tranh những người đương nhiệm thì đa thông thường là người đương nhiệm luôn thắng trừ những cái trường hợp đặc biệt thôi đặc biệt giống như là cái người đương nhiệm đó đang bị phanh phu những cái tội à, liên quan tới tham nhũng lạm quyền hay cái gì đó thì lúc đó cơ hội cơ hội cao hơn còn những người đương nhiệm mà họ giữ cái vị trí đó bình thường khó lật được họ lắm nha rồi tiếp tục À... lướt qua một cái số cái đọc rồi nha ok Sao hoài vậy thôi thì cầu nguyện cho ông Trump tay qua nạn cõi nhưng con tin là sẽ qua trong 10 ngày tới. Trời không tuyệt đường người, ông Trump sẽ là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Thật sự quý vị, giờ phút này thì cái âm mưu mà ám sát ông Trump nó nó nguội dần rồi. Tại vì cái mức độ bảo vệ cho ông Trump đã được nâng cấp lên tương đương với tổng thống đương kim rồi. Thì cái cơ hội còn khó hơn nhiều. Cái cơ hội nhà nhà tiến gần tới ông Trump còn khó hơn nhiều đó. Thì quý vị thấy rồi đó họ đặt checkpoint cho tất cả những cái người lái xe đi tham dự à, các cái cuộc rally và khi mà tới checkpoint đó đầu tiên là họ kiểm tra về nhân thân của những người đó họ bắt mở chân xe lên họ đưa cái à, à, những cái rà mìn vô họ đưa chó canine vô để kiểm tra trước khi chiếc xe đó chạy tới bắc kinh rồi từ bắc kinh mà quý vị đi bộ vô trong cái khu vực mà rally đó ít nhất là một hai dặm nữa Tức là cái rào cản an ninh nó rất là chặt chẽ cho cái đám đông. Rồi bên cạnh đó thì họ tăng cường tất cả xung quanh khu vực đó rồi. Kể cả trên bầu trời luôn. Do đó thì cái cơ hội rất là ít. Có điều là chúng ta mặc dù ít nhưng mà chúng ta vẫn phải đề phòng. Và thứ hai nữa là bây giờ còn hơn 2 tuần, gần 3 tuần nữa là tới bầu cử rồi. Thì chúng ta chưa biết có biến động gì xảy ra hay không. Do đó thì phải cẩn thận đề phòng nha. Ok, bên bà Harris tung hồ sơ khám sức khỏe yêu cầu ông Trump cung cấp ảnh hưởng gì chiến dịch không? Không. Tại vì ông Trump đã đưa ra cái hồ sơ sức khỏe của ông từ năm ngoái rồi. Lúc mà ông còn tranh cử với lại Joe Biden. Joe Biden thì giấu như mèo giấu cức. Còn Kamala Harris thì năm nay có năm mươi mấy tuổi, chưa tới 60 tuổi. Thì bà ta có thể tung hồ sơ bà ta ra để thách thức là bởi vì bà ta không còn cái nào chụp mũ của ông Trump được nữa hết. Chơi bây giờ chơi những cái trò lẫm cẩm này. Tức là tấn công ông Trump về mặt chụp mũ ổng là gây hại nên dân chủ không xong rồi. Rồi à, bây giờ quay qua chứng minh là ông Trump là bị tâm thần. Sorry, bản báo cáo năm ngoái sức khỏe của ông Trump rất tốt. Chưa tới thời điểm ông tung ra thôi. Năm ngoái bản báo cáo của ông rất là tốt. Thì trong vòng một năm qua, ông cũng đâu có bị gì đâu. Ông đâu có, đâu có vào bệnh viện, ông đâu có gì đâu. Cho nên cái hồ sơ sức khỏe của ông chưa tới lúc ông tung ra thôi. Các bạn nhớ năm ngoái lúc còn show Biden không? Ông đã tung hồ sơ sức khỏe ra. Ông thách thức Joe Biden mà. Thì bây giờ Kamala Harris hết điểm rồi. Hết chỗ rồi. Trong khi ông Trump trước đó hai tuần ông đi vận động ở những tiểu bang ở Đông Bắc. Thì ông nhấn mạnh vấn đề kinh tế. Tuần này ông đi các tiểu bang ở phía khu vực gọi là Sunbelt. Tức là những cái tiểu bang mà nắng ấm. Á. Thì ông nhấn mạnh vào cái vấn đề di dân bất hợp pháp. Còn Kamala Harris mỗi lần đi Raleigh hay là đi bà ta không có một cái chính sách nào hết bà ta chỉ chụp mũ chỉ trích ông trump thôi và móc ông trump thôi thì bây giờ bà ta đưa thêm một cái cái chiêu gọi là kiểm tra sức khỏe tức là họ đang tìm những cái chiêu thức để mà tấn công ông trump thôi chứ họ không chứng minh được họ điều hành quần máy quốc gia như thế nào trong 4 năm tới ok <laughs> Trung Quốc cần đánh Đài Loan để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Chú Phong nói điều này lâu rồi. Trung Quốc đang khủng hoảng kinh tế. Sinh viên mới ra trường thất nghiệp à, tràn lan. Thì trên bản báo cáo trước đây, cách đây vài tháng, thì Bộ Lao động Trung Quốc công bố là số lượng người thất nghiệp là 200 triệu người. Rồi sau đó họ lấy con số này xuống, họ giấu luôn. Họ không cho biết là có bao nhiêu người thất nghiệp. Nhưng mà trên thực tế người ta nói là gần nửa tỷ người, 400 triệu người thất nghiệp chứ không phải là 200 triệu. Tại vì các công ty đã bắt đầu tránh dần Trung Quốc. Thứ nhất là bị áp lệnh à, cấm vận từ phía của không phải cấm vận mà từ cái phía của Biden là đánh thuế. Đánh thuế vào các công ty của Trung Quốc, nhất là về Conductor, về à, xe điện và các cái phụ tùng xe và ngành thép và ngành nhôm. Thì do đó những công ty nào mà đang có công xưởng tại Trung Quốc liên quan tới những cái này, họ phải né Trung Quốc, họ chạy qua quốc gia khác. Thứ hai là cái việc giới hạn về semiconductor. Ông ông cho bên đã siết chặt cái việc mà cấp môn bài, xuất cản và kể cả các cái phụ tùng để cho các cái máy sản xuất semi connector. Nó khiến cho nhiều công ty ở Trung Quốc không thể à, tiếp cận được, họ phải rời khỏi Trung Quốc. Thì điều này dẫn tới tình trạng thất nghiệp rất đau. Ở tại Trung Quốc, đó là cái chuyện đương nhiên nha. Rồi tiếp tục à lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. À Ok. thư ký texas trên văn bản không check id của những người à, nên danh khi bầu cử sao thống đốc không có quyền bãi bỏ về văn phòng thứ nhất em gọi sai cái tên rồi tech secretary không phải là thư ký đó là động lý văn phòng của tiểu bang. em không em dịch sai cái chữ của người ta rồi thư ký chỉ là cái người ghi lại tất cả những cái gì thôi chỉ có động lý quan văn phòng mới có thẩm quyền mới có thẩm quyền ký tất cả những cái văn bản còn thư ký chỉ là cái kẻ đi ghi lại tất cả những cái gì thôi cho nên là em gọi sai cái tên đó rồi chữ secretary tức là State secretary đó cái chữ đó phải dịch là động lý văn phòng ok thứ hai là thống đốc muốn ban hành luật liên quan tới bầu cử phải có lưỡng viện ở tại cái hội đồng lập pháp chứ thống cái thống đốc không có quyền tự ký ban lệnh sắc lệnh hành pháp liên quan tới bầu cử thống đốc không có thẩm quyền đó mà phải chờ lưỡng viện của hội đồng lập pháp tức là hạ viện và thượng viện thông qua cái luật đó thì thống đốc mới ký. Đó là những cái chuyện mà liên quan tới vấn đề bầu cử. Thống đốc có một số quyền hành pháp nhưng mà không có quyền hành pháp trong vấn đề bầu cử trừ phi nó được thông qua trên sàn quốc uh, hội đồng lập pháp. Tại vì ở tiểu bang tôi gọi là hội đồng lập pháp ở quốc hội ở trên uh, liên bang tôi gọi là quốc hội. Mặc dù cái uh, vị trí của nó giống nhau. Nhưng mà ở trên uh, liên bang tôi gọi là quốc hội gồm có lưỡng viện, hạ viện và thượng viện. Còn ở cấp tiểu bang thì mình gọi là hội đồng lập pháp cũng gọi là thượng viện và hạ viện nha. Rồi tiếp tục, ok. À. Rồi trường Nguyễn anh block anh luôn nha. Ở đây không có liên can gì tới cái tình hình của Việt Nam hết khỏi vô comment nữa. Ok. Rồi, uh... ok. À, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Ông Trump có thắng cử thì cũng không có kết quả âm à, mưu ám sát ông. Thì tôi đã nói là cái âm mưu đó càng lúc nó càng bị phết out là bởi vì cái mức độ bảo vệ cho tổng uh, cho ông Trump bây giờ nó tương đương với Joe Biden. Tại vì tôi nói quý vị cái việc mà bảo vệ cho tổng thống đương nhiệm là tuyệt đối, còn các ứng cử viên đó và hay là những cựu tổng thống đó thì có mức bảo vệ có giới hạn. Nhưng sau hai trận ám sát thì ông Trump đã được nâng cấp tương đương với tổng thống rồi. Do đó cái mức bảo vệ tờ là được xem là tuyệt đối. Cho nên là các cái âm mưu này có chứ không phải không. Có. Nhưng mà nó rất có khiếm có cơ hội xảy ra. Bởi vì họ gia tăng rất nhiều. nha Rồi tiếp tục. <laughs> ok. À. Thủ tướng Do Thái Netanyahu thật quyết đoán mạnh mẽ dẹp yên đám vệ tinh của Iran. Cho tới giờ phút này thì ổng đang tấn công và ổng đang tấn công ở miền Nam Lebanon. Và tôi nghĩ rằng là trong vài ngày tới, tại vì Hoa Kỳ đã gửi thêm một cái dàn phòng thủ tới cho Do Thái rồi, tức là họ đề phòng Iran sẽ tấn công tiếp sau khi mà Do Thái tấn công vào Iran. Có nghĩa là cái uh, trường hợp tấn công vào Iran là không thể tránh khỏi rồi. Có điều làm sao kềm chế cho nó không bùng nổ thành cuộc chiến thôi. Thì đây là cái cách của Joe Biden. Thì uh, tuần, uh, cách đây mấy ngày, thì phía bộ quốc phòng của Hoa Kỳ đã chuyển một số thêm những cái dàn phòng thủ mới cho phía của cho Thái có nghĩa là họ tăng cường bảo vệ cái không phận và và cái địa phận của cho Thái không để cho bất kỳ một cái nào bắn vào đây nha rồi tiếp tục à Iran to miệng tuyên bố gớm tấn công vào cho Thái bây giờ lo lắng sợ em mong đánh cho Iran tan nát luôn cảm ơn anh Phong tôi chưa biết được nhưng mà hôm trước tôi có nói với quý vị nếu do Thái quyết định trả đũa không thể trả đũa một cách chiếu lệ họ phải làm suy yếu lực lượng quân sự của Iran và thứ hai họ phải giành được chiến thắng trên mặt trận chính trị đây là hai hai cái mà cho Thái cân nhắc cho tới giờ phút này mà họ chưa tấn công lại như vậy thôi làm sao có thể chiến thắng trên mặt trận chính trị và làm sao tấn công kỳ này làm suy yếu cái lực lượng quân sự của Iran không đủ khả năng để tiếp tục tấn công vào Do Thái. Đó là cái cân nhắc của họ nha. Rồi tiếp tục. NATO nhiều lần vật rằng lãnh đỏ của Nga điển hình là vũ khí tầm xa cho phép tấn công vào Crimea. Putin nói nếu Crimea bị tấn công thì sử dụng hạt nhân cuối cùng ông ta chỉ hù dọa dạ thôi. No. NATO đâu có cho phép uh, gọi là được Ukraine tấn công đâu. Mà đó là quyền của Ukraine từ xưa tới nay đâu cần NATO cho phép. Tại vì Crimea trước đây là lãnh thổ của Ukraine mà, họ có quyền tấn công từ năm 2014 rồi. Do đó, đâu cần NATO cho phép, bây giờ NATO cung cấp vũ khí nhưng chưa cho phép sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào sâu lãnh thổ của Nga, cho nên Putin chưa có hành động. Ở đâu ra nói là NATO cho phép Ukraine được tấn công Crimea tầm 7 tầm 3? NATO chưa bao giờ có đủ thẩm quyền cấm Ukraine tấn công các cái vị trí mà chiếm lại vùng lãnh thổ của họ hết nha rồi tiếp tục à. đám cánh tả muốn kết tội ông trump vi phạm đạo luật logan anh nghĩ có uh, thành công không cái đó là có bà susan à, bà bà susan Wright bà đưa ra thôi nhưng mà bà sa ta sai rồi ông trump không hề có cú điện thoại nào với putin kể từ khi ông rời khỏi điểm nhiệm kỳ cả Ông không hề có cái này là cuốn sách của Woodward nói tầm bậy tầm bạ dựa trên một thằng nhân viên nói rằng mỗi lần ông Trump nói chuyện với ai đó ổng đuổi hết nhân viên ra nó nghi ngờ ổng nói chuyện với ông Trump thôi thì cái tên càng thằng Woodward này ra cuốn sách đó, nó nói rằng là ông Trump nói chuyện 6 lần với Putin là do nói dựng chuyện thôi còn bà Susan Rice bà cũng sai luôn cái vấn vấn đề mà ông Trump chuyển cái kích thét cho điện Kremlin trong lúc đại dịch là lúc đó ổng đang là tổng thống Ông đang là tổng thống, ông có quyền gửi tất cả những cái cần thiết cho tất cả những quốc gia lúc đó là đang chống dịch. Không có vấn đề gọi là xung đột kẻ thù hay không kẻ thù. Mà cái vấn đề chống dịch là toàn thế giới. Thì ông Trump có thẩm quyền gửi kích thét cho tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả Nga, Trung Quốc hay Bắc Hàn. Đó là quyền tổng thống. Bà này bà tầm bậy tầm bạ. Bà. bà dựa trên cái cuốn sách của thằng Woodward. Rồi bà nói tầm bậy tầm bạ thôi. Ok, mà thằng Woodward này có tiếp xúc với ông Trump đâu. Nó chỉ dựa trên lời, lời lời kể của một nhân viên giấu tên. Nói là mỗi lần ông Trump nói điện thoại là đủ nhân viên ra. Nó nghi ngờ ông Trump nói chuyện với Putin. Và bây giờ điện Kremlin bác bỏ nó nó no, không có cú điện thoại nào kể từ khi ông Trump rời khỏi nhiệm kỳ cả. Thì có đó là tầm bậy tầm bạ thôi. Của cái bà Susan Rice thôi. Chứ không có liên can gì hết. nha. Yeah. Rồi. À. Rồi tiếp tục à, Nghe cao quỷ tị nạn Cao ủy chứ không phải cao quỷ Cao ủy tị nạn như tại tôi đọc tôi giọng miền Nam thôi Ok Mở cửa biên giới cho để người nhập cư bất hợp pháp Vào các nước nghe mà tức chú ơi Thì tôi nói quý vị Ông ta chỉ giải quyết cái ngọn để ông ta giữ cái job Tại vì ngày nào còn người tị nạn Thì ông ta sẽ ăn được cái chớp thơm Và được hưởng lương cao Ở trong cái cao quỷ tị nạn Liên Hợp Quốc còn ngày nào mà không còn người tị nạn nữa thì ông ta thất nghiệp. Cho nên việc mở cửa biên giới là cái thâm ý của ông ta. Trong khi đó mình giải quyết cái gốc của vấn đề. Phải đóng cửa biên giới để mà ổn định trật tự trong nước trước đã. Thứ hai là bắt đầu giải quyết tất cả những quốc gia mà có những người dân đi tị nạn. Thì giải quyết bằng cách nào là do chính sách của họ đảng Dân Chủ thì thỏa hiệp cho tiền rồi cuối cùng đâu vào đó. Không được gì hết. Còn ông Trump ông cứng rắn hơn. Ông Trump ông cứng rắn hơn để mà ổng buộc các quốc gia này phải thay đổi cái chính trị hoặc là thay đổi kinh tế để giảm đi tình trạng của những di dân bất hợp pháp và ổng chấm dứt các cuộc chiến để tình trạng dân đi đào tị không còn nữa nhưng mà cái đám liên quốc thì nó nuôi cái cơ quan đó để nó bú sữa ngày nào còn người tị nạn thì ngày đó nó còn ăn lương cái đám này tôi nói tôi nói, tôi nói quý vị là cái đám bú sữa mà mà cái vị cái quốc gia đóng góp nhiều nhất cho liên quốc là Hoa Kỳ. Bất kỳ một cơ quan nào, Hoa Kỳ cũng đóng góp nhiều nhất. Là tiền thuế của người dân đó. Tiền thuế của người dân để nuôi những kẻ này. Có đáng hay không? Mặc dù rằng á, người dân Hoa Kỳ được xem là nhân nhà có cái sự nhân đạo và nhân từ. Nhưng mà cái tình hình này nó bị lạm dụng quá nhiều. Nó bị lạm dụng quá nhiều. Và cái vị thấy trong thời gian qua, từ cái lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc cho tới cái tổ chức y tế thế giới, cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc đặc trách về người Palestine đã bị phanh phui tất cả những cái tiêu cực của họ. Họ vẫn chối. Đó, thành viên của Hamas nằm trong cái tổ chức của họ luôn đó. Mà họ vẫn chối. Thì các vị thấy rồi đó, nha. Nếu do Thái tấn công Iran, Trung Quốc bị thiệt hại công an vì Trung Cộng nhập nạn năng lượng từ Iran nhiều hơn Nga, họ không thiệt hại khúc đầu họ lợi họ lợi nhiều khúc đầu họ có lợi nhiều tại vì họ trong mấy năm nay kể từ khi mở cuộc chiến của nga tại ukraine trung quốc đã tăng cường rất nhiều cái nguồn dự trữ về năng lượng họ không bị ảnh hưởng nhiều về cái sản xuất của họ ngược lại họ lại trục lợi trên cái nguồn cung cấp cái nguồn cung cấp về à, nguồn hàng ở trên thế giới tại vì cuộc chiến này bùng nổ thì năng lượng khan hiếm họ có quỹ dự trữ của họ rồi và thứ hai là cái nguồn cung cấp trên toàn cầu bị khan hiếm. Mà Trung Quốc thì đang nắm rất nhiều những cái nguồn cung cấp trên toàn cầu. Họ trục lại trong những tháng đầu nhiều hơn. Sau đó thì chưa biết. Nhưng mà cuộc chiến này bùng nổ. Bắc Kinh sẽ có lợi đó. Nhà khúc đầu. Rồi tiếp tục. À... Lướt qua một số cái đầu rồi nha. Vì sao châu Mỹ không áp giá trần dầu Nga ở mức 5 Mỹ Kim một tuần thay vì 60 Mỹ Kim còn đường tài chánh cho Nga tiếp tục cuộc chiến anh ơi. Cái đó quý vị hỏi Âu Châu đó. Hỏi tôi làm sao tôi tôi làm sao tôi trả lời được. Nó áp giá trần nhưng mà kết quả thì cái giá trần 60 Mỹ Kim này có ai có ai chỉ mua với giá này không? Hay họ vẫn phải mua với giá thị trường là gần 80 Mỹ Kim. Từ Trung Quốc tới Ấn Độ, Brazil, Nam Phi. Họ vẫn mua với giá bằng giá thị trường thôi chứ họ đâu có mua cái giá thấp hơn đâu tại vì họ cần năng lượng những quốc gia này cần năng lượng nga thì sống nhờ vào năng lượng do đó áp giá trần là những quốc gia đang nhập cảng của nga từ âu châu thôi chứ họ đâu có áp giá trần được với trung quốc với ấn độ với brazil những quốc gia này họ vẫn mua với cái giá thị trường thôi nó không có lợi gì cả nha rồi lướt qua một số những cái đọc rồi nha ok à ok có những câu hỏi không có liên can tới cái chương trình thời sự ngày hôm nay quý vị bị block tôi nói trước rồi ok những câu hỏi là nó liên quan tới thời sự ngày hôm nay rồi tiếp tục à thủ tướng do thái đừng để đem dài lắm mộng trả đuổi đang càng sớm không tốt vấn đề cân nhắc thôi họ cân nhắc làm sao để có thể có được cái uh có được cái quyền cái lợi của họ sau cuộc tấn công này tôi nghĩ là nó, nó, sẽ không có dài đến mức mà tới bầu cử đâu nó sẽ xảy ra trước cuộc bầu cử đó nha rồi cảm ơn đăng hồ đóng góp 10 mỹ kim cảm ơn rất là nhiều ok <laughs> Hezbollah tấn công do Thái xong đi mép phụ huynh, Iran tấn công xong năng nỉ dân cầu hòa chơi kỳ quá. Tôi nói quý vị là họ tấn công nên bây giờ họ sợ Họ sợ là gì? Họ sợ cái cuộc tấn công của Do Thái sẽ nhắm vào những vị trí nguyên tử Là cái mộng làm giàu chất uranium để có sở hữu vũ khí nguyên tử Sẽ bị tan nát hoặc bị trì hoãn Nếu những khu vực này bị tấn công Và họ đang vận động Joe Biden Là kêu của Do Thái đừng tấn công những chỗ này Nhưng mà Joe Biden thì không cản được đâu Bây giờ Joe Biden chơi cái trò lấy lòng Netanyahu Chở vũ khí tới phòng thủ cho Do Thái Tăng cường phòng thủ cho lãnh thổ của Do Thái để để mà gọi là kêu cho ông Netanyahu là đừng tấn công vào những vụ vị trí nguyên tử. Thì tôi chưa biết ông Netanyahu và ông Joe Biden sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà đây là những cái hành động của Joe Biden dường như là được thúc đẩy từ phía Iran nhà. Rồi tiếp tục à Rồi th... <laughs> do thái tấn công trước ngày bầu cử hay sau ngày bầu cử vậy anh theo tình hình trước mắt thì tôi thấy là trước bầu cử theo tình hình trước mắt là tôi thấy trước bầu cử Joe Biden thì áp lực sau bầu cử và áp lực do thái không nên tấn công vào các cái lò nguyên tử nhưng mà quyết định sau cùng vẫn nằm trong tay của ông Netanyahu, ông Joe Abgalan và cái nội các cái nội các chiến tranh của do thái cuối cùng nằm trong tay của những này chứ không phải Joe Biden không phải Iran Do đó thì cho tới giờ phút này tôi, tôi tôi tôi, nghĩ rằng là cái cuộc tấn công này nó xảy ra trước ngày 5 tháng 11 nha. Rồi, à, Vương Đức anh lóc em luôn nha, hỏi những câu vô vô duyên là anh lóc luôn. Ok. Anh nghĩ Biden sẽ cho vệ binh quốc gia bảo vệ các phòng phiếu như lời kêu gọi từ ông Trump không? No. Nếu làm như vậy thì có khác nào tự bắn vào chân? Có khác nào tự bắn vào chân đâu do đó, Joe Biden sẽ không làm chuyện này, mà do tất cả các tiểu bang chiến lược họ có làm hay không thôi. Họ có thể phái vệ binh của tiểu bang hay là nhân viên công lực bảo vệ cho các phòng phiếu, để tăng cường an ninh cho các phòng phiếu. thì cái này là các tiểu bang làm, chứ Joe Biden sẽ không làm chuyện này. OK, năm 2004 thì ông Bush con đã chơi trò trò này, ông đã chơi cái trò cho FBI và cái uh, uh, những cái uh, cơ quan của liên bang đó tới những phòng phiếu đứng đó làm cho cái đám tội phạm cái đám kia không dám mong mang tới phòng phiếu thì ông Bush có có làm cái cái này năm 2004 nhưng mà bây giờ thì Joe Biden không dám đâu tại vì không ngu gì tự bắn vào chân của mình nha rồi tiếp tục à, <laughs> theo con nghĩ do Thái tại tấn công Iran một phần để giúp cho ông Trump thắng cử tôi thì không nghĩ cuộc tấn công này là cho ông Trump thắng cử mặc dù trên thực tế Tôi nghĩ rằng ông Netanyahu có ý này. Nhưng cuộc tấn công này nó mang tính chất là làm suy yếu lực lượng quân sự của Iran. Và phải giành được cái chính danh trên chính trường quốc tế. Đó là cái mục tiêu chính của cái cuộc tấn công mà trả đũa này. Chứ không phải mục tiêu chính là ủng hộ trong trong. Có điều là nếu cuộc tấn công này xảy ra thì nó sẽ mang lại cái lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thì cái này tôi không phủ nhận. Đúng, cái cuộc tấn công này nó mang lại là bởi vì chính Kamala Harris là đương kim phó tổng thống. Và cuộc tấn công này xảy ra, bà ta ứng phó như thế nào? Nó sẽ là một cái thách thức cho chiến dịch tranh cử của bà ta. Và để bà ta chứng minh được cái chính sách đối ngoại của bà ta giải quyết câu chuyện này như thế nào. Do đó, nó tác hại tới cái chiến dịch tranh cử của Kamala Harris rất là nhiều. Nếu phía của ông Netanyahu tấn công và bây giờ thì Joe Biden trong cái <laughs> Cái chương trình ngày hôm nay tôi có nói với quý vị đó là Joe Biden đang bị chửi là cố tình phá chiến dịch tranh cử của Kamala Harris. Thì tôi chưa biết ông Joe Biden có phá hay không. Nhưng bây giờ ông ta ở thế phải bảo vệ cho Joe Thái. Có điều là ông ta tìm cách giảm các cuộc tấn công của Joe Thái nhắm vào các lòn nguyên tử của Iran thôi. Thì tôi chưa biết được tình hình bây giờ nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà cuộc chiến xảy ra trước cuộc bầu cử thì phía Kamala Harris sẽ bị thiệt hại rất là nhiều nha. Yeah trung quốc tấn công đài loan ngay trong ngày bầu cử đã nói rồi là không biết được giờ phút nào không biết được giờ phút nào tại vì bây giờ trung quốc đã sẵn sàng trong cái uh, tư thế tấn công đài loan rồi nó tùy thuộc vào cái nội bộ của trung quốc nhiều hơn là cái tác động bầu cử tại hoa kỳ do đó tôi thì tôi không nghĩ rằng nó xảy ra trong ngày bầu cử hoa kỳ nó xảy ra trong cái giai đoạn mà trung quốc không kềm chế được cuộc đấu đấu đá nội bộ của họ thì nó sẽ xảy ra chứ không có tác động tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục, ok. <laughs> Nếu y gây nguy hiểm cho tánh mạng binh sĩ Hoa Kỳ ở Do Thái khi đang uh, vận hành dàn thát thì Mỹ có đáp trả không anh? Chưa biết được. Tại vì trước đó quý vị thấy là ba binh sĩ của Hoa Kỳ tại Jordan đã bị sát hại trong cuộc tấn công của các cái uh, nhóm dân quân ở Iraq. Nhưng cuối cùng Joe Biden cũng chỉ là tấn công chiếu lệ đó ba binh sĩ đã chết ở châu rồi nhưng mà châu bên đâu có quyết tâm gọi là truy tận cùng đối với nhóm hồi giáo islamic sinh đâu và nhóm resistance islamic đâu hay là nhóm Hezbollah đâu ông ta không làm thì bây giờ có tấn công mà gây ảnh hưởng tới sinh mạng của công dân Hoa Kỳ tại Do Thái thì Châu bên cũng không làm. Bằng chứng là trong số những con tin bị bắt giữ còn rất nhiều con tin gốc là công dân hoa kỳ đó, joe biden vẫn tìm cách gọi là thỏa hiệp với hamas mà, chứ joe biden đâu có gọi là truy sát hamas đâu, còn kéo hamas vào bàn đàm phán mà, do đó đừng nghĩ rằng có một hai người hoa kỳ bị chết tại do thái, hay binh sĩ hoa kỳ bị chết tại do thái là joe biden sẽ tấn công iran, đừng suy nghĩ kiểu đó, ok, joe biden sẽ không làm được những điều này, nha rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay Phong sẽ trả lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi Trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các thính giả Chúng ta gặp lại sau Bye bye